Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ đi chợ trời ở Tam Phà để mình xem thì có cây bán cây cảnh đồ gì để trưng tái không. Các bạn thấy mình quay cái con đường này là con đường nằm ở giữa biển, các bạn hai bên là biển đó, nhìn rất là đẹp. Đó, bên kia là cũng biển. Người ta đang làm một cái con đường bên kia cao lên nữa. Nhìn lớp mặt mát mẻ, hôm nay mình đi trời rất là mát. Và bây giờ mình sẽ cùng các bạn đi mua chợ. Thì mình sẽ tìm mua một ít rau củ quả gì đây để mình ăn. Bây giờ mình mua khổ quá à. How much per pound? Cái gì mà? Cái bông đẹp ghê. Cái cây tắc ngọt này nhiêu cô? Cây đấy chị? 90. Cây nến này cây... 100. Ồ. Cây này mình đâu có chở được. Wow. Để nghi nghiêng đi được. Em xe em ấy ông xã chị chở ra. Ông xã chị chở ra xe cho. Mình mua gì mà? Hả? Ông xã qua đây bà cho mà ưng mua cây tắc mà cây. Ok. 6 đồng à. Máy hủ tiếu chị ơi. 25 đồng ở nhà làm. Cho nên cái màu nó gì ăn yên tâm không có hóa chất. 25 đồng một hủ hả? Dạ. Trời ơi ra chợ mà mua 20 đồng về bà gọt rồi nó cũng teo lại thôi chút à. Cái này nó ngon thơm lắm, ở nhà em làm đưa qua bán á. Chứ không phải chị ra chợ nó trắng bóc rồi nó ăn nó có hóa chất ở trong đó. Nó cứng nhắc, còn cái này ngon lắm. Nem chả. Cái chả này đây mẹ bao nhiêu. Cho chị tuy lại. Hoa lan này 8 đồng một cây. Chỗ này người ta bán giống như cây ăn trái à. Quýt tắc mận. Mà cái tắc nào cái tắc lái có chút xíu à. Chỗ này người ta bán vạn thọ và cây cũng nhỏ nhỏ mà trời lạnh quá nên không lên nổi thì sao. Bên này thì người ta bán giống như cây sen đá. Ủa có đứng mua nước mía bên nhặt hả? No more. Okay, no.
chỗ này người ta bán hoa hồng. Chị, xứ nó mấy cây vậy? Ăn bánh gì? Thì để cho ba em coi có cái máy gì em mua. Không mua gì? Tất cả the spring compressor is 15 bucks. Này 1 đồng một cái được đấy. Lấy cái bao bà. Nếu cái này nó ngọt. Mấy đó. 5 cái là 10 cái. Wow. Ngon. Hay nha. Mấy cái này ngon. Ghê ủ túi. Thôi có má này ngàn trái chị má. Cái bản nào đã dưỡng má. Cập bé đi con. Ngon. Ba mi biết được không? Đừng có điểm mấy chữ xanh. Mấy chữ trái thằng gai cắt rồi mấy chữ xanh. Có thời gian để em lón rồi. Mấy trái anh. Đừng hướng lại mấy cái hương. Con rắn, rắn. Tại sao không ha? Rắn gồng người. Ờ. Mệt chồng. Anh bị về bệnh là mệt. Quật này nhiêu anh? Mai mà có nhiều khi là mai mà monkey nữa. Cái tắc này nhiêu vậy? Cái tắc 35 đồng em. 35. Kêu mấy? This one how much for that? 25. And this one? This one 125. How much? 125. $10 Okay.
khu vực này người ta bán đồ cũ giống như là áo quần, đồ chơi, máy móc thiết bị, máy cắt máy mài rồi đó, đồ đó qua sử dụng. Bây giờ mình đi cũng dầm dầm cũng hết cái chợ rồi. Thì hôm nay mình đi trúng trời, cũng gió nhiều và lạnh, và cũng hơi bị trễ cho nên cũng không có nhiều, không có quá nhiều đồ. Thì mình cũng đã chia sẻ xong video của mình. Mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt các bạn.